Nhiều anh em cứ mua hàng rẻ, mua hàng mã đi, mua cho hết vòng đi. Đấy, nhưng để cho anh em nếm mùi cái loại loa tép xịt, loa tép tèo đi, đấy, ngán ngẩm đi. Rồi sau này anh em quay lại đây tôi bán hàng xịn cho nhá. Đây là loa tép chống cháy tốt nhất thế giới, hàng bảo hành 1 năm, đủ các mẫu 250, 350, 450. Đây mới là loa tép chống cháy 100%. Chúng tôi đã nâng cấp từ loa tép chống cháy 100% thành loa tép chống cháy tốt nhất thế giới. 1 triệu một đôi, bao ship, âm ly, cục đẩy, bát 20 đến bát 50 đều ok. Cháy là quá khứ rồi, cháy là thời phong kiến rồi, giờ ai hỏi cháy nữa. Đây mới là loa tép chống cháy tốt nhất thế giới. Những anh em mà được nếm mùi các loại loa tép rẻ tiền, 200k, 100k, 300k, những loại tép hàng cỏ, hàng mã đi, hàng rẻ tiền đi, rồi cho anh em nếm mùi đi, biết thế nào là ngô, biết thế nào là khoai, biết thế nào là sắn, biết thế nào là gạo đi, rồi quay lại đây tôi bán hàng xịn cho nhá. Đây mới là hàng xịn, nghe chưa? Nhiều anh em mua hàng rẻ, hàng mã bị lừa hết vòng chưa? Nếu mà nếm đủ mùi lừa rồi thì sang đây nhá, bên mình cấp loa xịn cho. Đây là tép chống cháy đẳng cấp nhất Việt Nam, loại này 1.000k một cặp, dùng cho cục đẩy âm ly. Tép hay cháy là quá khứ rồi, là xưa rồi, giờ ai hỏi cháy nữa. Hàng rẻ, hàng mã, hàng lừa, hàng tụ càn treo lủng lẳng như này mới cháy thôi các bạn nhá. Giờ này ai còn chưa tép tụ càn treo lủng lẳng thì nó cháy cho là phải. Nhiều anh em thì tham mua hàng rẻ, hàng mã ở trên mạng nên bị lừa một loạt, lừa rất là nhiều luôn. Anh em cứ hỏi cháy loạn lên, có loa bên bạn có đảm bảo chống cháy thật hay không, có thực sự chống cháy thật hay không. Ở đây nhá, đây là tép chống cháy đẳng cấp nhất thế giới, 1.000k một cặp. Ngoài ra bên mình còn có cặp 500, 600k. Cháy là quá khứ rồi nhá, là xưa rồi, giờ ai hỏi cháy nữa, không hỏi cháy nữa các bạn nhá. Tép bên mình bảo hành 1 năm, anh em phải test ok thì chốt. Và tép chống cháy nó phải như thế này, nó có phân tần đồng đúc đặc, chống ẩm chống nước như này, củ 350, nam châm cao cấp chị. Ngon nha, cháy là xưa rồi, không phải cháy nữa. Hàng tụ càn treo lủng lẳng này mới cháy thôi. Hàng rẻ, hàng mã, hàng lừa mới cháy thôi. Còn bên mình uy tín hàng đầu Việt Nam luôn. Ok nha. Đang test cho anh em cặp tép 1.000k, tép chống cháy nha. Chúng ta không đẩy âm đi. Tiếp tép, tép 1.000k một cặp. Một cặp nhé. Tép này là có 2 chế độ, dày tép, mỏng tép, đẹp nhá. Mình sẽ đưa sang gần cho anh em xem. 1.000k một cặp. Rồi, có được phân tần đúc đặc đồng chống ẩm chống nước nhá. Thiếu 12 vuông cao 16 phân, tép chống cháy dùng cho cục đẩy âm đi 2 trò đến 60 trò, lo cây lo phun nó đứng nó nằm đều được. Bảo hành 1 năm nhá. Anh em về test ok thì chốt. Gỗ đen gỗ vàng. Ngon nhá. Anh em muốn cho bộ dàn mình hay và không bị cháy tép thì alo mình nhá. Cặp 1 triệu một đôi, ngon nhá.